là đông. Rất là đông. Hôm nay review nhà thờ giáo xứ Tuy Hòa. Chúc ngày Noel. Rồi xe người ta đăng ký như thế nào rồi? Đây là cảnh trước nhà thờ. Hôm nay trời mưa, đồng thời cơn gió. Tôi tiếp tàn tí rực rỡ cái mấy cái cây rất là đẹp. Cảnh người ta thường check in chụp hình có những cái cây thông thành thứ những cây thông rất là to. Trời tối rất là rực rỡ. Ừ, có một cây thông tàn khí rất là đẹp, rất là đẹp. Rất là cao. Mình đi tới gần thì mình thấy độ cao hơn. Trong đây mọi người chạy xe vào rất là đông. Dài vừa nữa rất là đông, rất là nhiều.